Tôi đã đoán trước rồi sẽ không có là thượng nghị sĩ hay hạ nghị sĩ gì của Quốc hội đến hết. Tôi cũng đoán trước rằng FBI họ cũng không đến. Và tôi cũng đoán trước rằng là không có một cơ quan nào đến hết. Nếu có thể chỉ là những cái báo chí như là ProPublica hoặc là cái ủy ban cái bảo vệ người ký giả thôi. Và các tờ báo địa phương. Nhưng mà khi mà tôi tới nơi đó, thì tôi được biết, Nguyễn Anh Tú cho biết là không có những người đã đến. Thì tôi biết ngay là tại vì khi mà anh đã nộp cái hồ sơ ra tòa rồi đó, không có ai muốn nói chuyện gì về cái chuyện đó nữa hết. Tại vì họ muốn giữ cái thái độ vô tư và cái thái độ nghĩa là của họ không có bênh bên nào hết. Không làm áp lực. Không làm áp lực. Hoặc là có thể là những cái lời nói của họ bênh của nhóm kia thì sao? Và hai nữa là cái vụ kiện này nó dính vào quá nhiều người. Thành ra họ không đến. Và bây giờ họ trao cái quyết định đó cho tòa án. Tức là bây giờ đó là từ đây cho tới ngày mà tòa xử, có lẽ là sắp trở xử rồi. Ấn định tòa ra xử. Tại vì theo đúng cái luật là ngày mùng 6 tháng 7 là cái đơn, cái đơn kiện của Nguyễn Thanh Tú đã được đóng dấu tại tòa. Thì trong vòng đó là 25 ngày là phải gửi đi. Và giờ này thì những người đó, có một số người thì vẫn, nghĩa là gọi là chưa có địa chỉ. Nhưng mà bên Mỹ này kiếm ra địa chỉ thì cũng không gì có khó hết. Thì trong cái buổi họp báo đó, tất cả những cái tài liệu gian lận về thuế vụ, tất cả những cái tài liệu mà đài RFA và đài BBC, BBC là cơ quan truyền thông báo chí của chính phủ, của nhà nước Việt Nam, của nhà nước của Hoa Kỳ. Thì nó gọi là cái broadcasting, chữ G là chữ government. Thì cái cơ quan này á, là phân phối tiền cho các tổ chức như là RFA, tổ chức VOA, đài VOA luôn. Thì trong này có những cái tài liệu của sở thuế. Thì anh Tú có đưa ra và tôi đã đưa lên trên website rồi, thiên hạ sự.com, vừa lên tức thời sáng hôm nay, quý vị có thể vào trong đó để xem. Tất cả là khoảng 72 trang. Đấy, 72 trang, đó là trang về hình ảnh và cái những cái thôi. Còn những cái chi tiết thêm vào trong đó thì chúng tôi không có thể đưa lên được, tại vì không phải là không đưa. Những cái người mà bị thưa đó, 190 trang là họ đều nhận được hết, tất cả. Nhưng mà có một cái tài liệu. Đầu tiên thì Nguyễn Thanh Tú có trình bày về cái vụ mà sau cái buổi họp báo tại Cali vào tháng 3 thì một loạt Hoàng Tứ Duy rồi ông đại tá Vũ Văn Lộc, ông Nguyễn Xuân Nam của đài Cali Today và ông Huỳnh Lương Thiện, đó là những người có tổ chức họp báo. Và có một ông chủ tịch của tập thể, ông bác sĩ cũng có tổ chức. Nhưng mà cái cuộc họp báo tháng 4 thì tất cả không có phản ứng nữa. Mặc dù lúc đó là cái đơn kiện Tú chưa làm. Thì cái tháng 4 họ im lặng là tại vì Tú đã bắt đầu tung ra một vài cái dữ kiện có liên quan tới họ. Và bây giờ nó thành ra họ không có phản ứng gì nữa. Mấy hai nữa là một số người thách thức bên Việt Tân thưa Nguyễn Thanh Tú. Và họ đã thưa. Họ thưa Nguyễn Thanh Tú để lấy lại cái tên của Việt Tân của họ. Đấy. Là tranh nhau cái tên. Mà cái tên đó thì theo luật
của bên Mỹ đấy, cho nó gọi là trademark, tức là cầu chứng tại tòa, nó chỉ có giá trị về thương mại mà thôi, chứ không phải là về một cái giá trị cho một cái tổ chức Tổ gọi chức là kinh in, gọi là unincorporation, tức là tổ chức là không có ẩn danh. Tuy nhiên rằng cái hôm một vụ án tòa nó xảy ra, nó xử rồi, nó xử hồi tháng 6, thì Tú nó tự ý, nó đồng ý, nó thua, trả lại cái biết tên Việt Tân. Và Tú có giải thích ở trong cái phiên họp này. Và có một người tại Việt Nam, anh ta phê bình rất là thất vọng. Đi mà thưa người ta mà nói là không chắc ăn rồi, xong bây giờ là đồng ý là thua, mà nếu mà thắng thì được cái gì? Anh ta không biết, có thể là anh ta vào nửa chừng, anh ta không nghe câu chuyện, không hiểu đầu đuôi. Đây Tú đang nói cái vụ mà Việt Tân đòi lấy lại cái tên, thì Tú nó giải thích. Bây giờ anh ta là lấy tên là Việt Tân, mà hầu hết tất cả những cái tài liệu đang có đây á là Việt Tân Thần đã có trước rồi. đã có trước rồi. Thì Nguyễn Thanh Tú lúc đó, đó muốn lấy cái tên là Việt Tân là tại vì mục đích của Nguyễn Thanh Tú muốn cho dư luận biết rằng đây là cái tổ chức ma. Bằng chứng là tôi lấy tên Việt Tân mà tòa nó vẫn cho như thường. Tiểu bang California vẫn cho tôi được cái tên là Việt Tân. Thì như vậy là, mà bằng chứng Mỹ luôn nhé, Việt Tân Reform Party. Đấy. Thì điều đó chứng tỏ rằng tại vì cái tên Việt Tân Reform Party nó đã có nhưng mà nó chưa có trong hồ sơ của tiểu bang California, thành ra người ta xin được. Nhưng mà lý do Tú nó đồng ý, nó thua, thua để mà chứng minh rằng á, à bây giờ anh nhận anh là Việt Tân rồi phải không? Xưa nay nói anh nhận anh là unincorporation, tức là anh là ẩn danh, thì bây giờ anh thắng tôi có nghĩa rằng anh là Việt Tân. Còn nếu mà đó, Nguyễn Thanh Tú bảo nếu mà tôi thắng thì tôi là Việt Tân à. Và nếu tôi thua trong này, tôi thua Việt Tân, tức là tôi thua tôi à. À, thành ra tôi không muốn thắng. Và tôi đồng ý tôi thua. Bởi vì tôi thắng tôi sẽ không được cái gì, nhưng mà tôi sẽ mất tất cả. Còn bây giờ tôi thua, tôi xin, xin được thua. Bởi vì tôi thua như vậy tôi mới có cớ tôi thưa đảng Việt Tân. Bởi vì tôi đã đi về phỏng vấn. Thì sau đó đó Nguyễn Thanh Tú cho chiếu một cuốn phim về Việt Nam phỏng vấn, thì cuốn phim đó nó dài hơn là 2 phút mà chiếu thử đây. Nhưng mà trước đó Tú giới thiệu một ông gọi là Dr. James Lee, là he, cái James Haley. Thì ông này đó là người mướn ông Đặng Phong làm nhân viên trong một cái công ty của ông. Ông có lên ông nói chuyện. Ông nói rằng không, Đặng Phong muốn trở lại nghề báo, thì tôi nói rằng á, làm báo ở trên nước Mỹ nó cũng khó lắm, mà nhất là anh phải có độc giả. Anh nghĩ rằng cái nhu cầu độc giả của Mỹ ở Việt Nam ở đây có đủ không? Đặng Phong bảo tôi làm không phải vì tiền, tôi làm tại vì tôi muốn, nghĩa là cho cái cộng đồng này biết cái tổ chức mặt trận, lúc đó họ gọi là front line không hả, cái là cái tổ chức đang lừa gạt người ta. Ông bảo tại sao anh phải làm như vậy chứ, nguy hiểm chứ anh. Cái ông bảo không, tôi không muốn cho đồng bào của chúng tôi bị lừa gạt. Ông này ok, tôi sẽ giúp anh cái đó. Và ông nó giúp cho cả phương tiện này kia, mà lúc đó này chưa có bộ chữ Việt Nam, phải đánh máy bằng bằng tranh sinh xong rồi đánh dấu à. Ông đi làm về một cặm cụi làm tới khuya đêm để là xong rồi mang ra in in bản kém, giống như bây giờ ông hồi ông duy sinh mấy mấy báo ở đây cũng vậy, cũng phải đưa ra ngoài để đánh rồi xong rồi cái đưa ra nhà in để cho nó in. Thì ông ấy xác nhận, ông bảo rằng ông chưa thấy một người Việt Nam nào mà hy sinh bỏ hết cả thì giờ của gia đình của vợ con này kia để dồn vào trong làm công việc này. Và khi mà ông nghe tin ông Đặng Phong bị chết, ông rất là bàng hoàng. Và bây giờ ông lại nghe Đặng Nguyễn Thanh Tú đi làm công việc này,
ông cũng nói là ông tôi lo cho cái số phận của anh. Thì Nguyễn Thanh Tú bảo rằng á, cái chuyện Việt Tân này là cái chuyện nhỏ, nhưng cái chuyện chữ hiếu của tôi á mới là cái chuyện lớn. Tại vì tôi là người chứng kiến những cái người này tới nhà hăm dọa bố tôi. Thành ra tôi nghĩ là tôi phải có bổn phận, phải làm sáng tỏ cái sự kiện. Tôi không có làm báo, nhưng mà tôi sẽ đi theo cái sự nghiệp của bố tôi. Lúc mà ông Đặng Phong chết thì Tú mới có 12 tuổi. Nhưng mà bây giờ đó là Tú nói tiếng Việt Nam rất là sành sỏi. Điều đó chứng tỏ rằng á, em nó phải là học, chịu khó học tiếng Việt là Việt dữ lắm. Tại vì thường thường những cái tuổi đó là qua đây là quên hết cả tiếng Mỹ rồi. Và viết được nữa, viết được tiếng Việt này kia. Thì sau đó, đó sau khi phần trình bày ông đó, thì bắt đầu chiếu cuốn phim. Trong cuốn phim chỉ chiếu có 2/3 thôi, thưa quý khán giả. Còn 1/3 đó, thì bên FBI và bên tư pháp họ chưa coi xong. Và cái 1/3 đó là cái phần rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng cái chuyện mà Thanh Tú nói trong buổi họp là chưa coi xong chỉ là một cách nói để mà không muốn tiết lộ cái chuyện đó ra. Thì anh Vũ Hoàng Lân ấy có hỏi câu hỏi cũng gài độ giống như kỳ trước hỏi, thì anh Tú cũng trả lời luôn. Tôi xin phép miễn không trả lời tất cả những cái gì chi tiết vào cái phần đó và cái vụ án. Bởi luật sư Mỹ họ cũng bao giờ cũng khuyến cáo khi mà anh đã nộp đơn ra tòa rồi là xong, im lặng chờ tòa xử thế thôi. Thành ra quý vị, rất nhiều anh em Việt Nam thất vọng, thất vọng quá chứ Hùng ơi, sao mấy người Mỹ họ không tới này kia. Thế Mỹ tới họ đâu có quyết định gì, họ có quyền nói và mình thỏa mãn cái sự tò mò của mình thôi. Mình thỏa mãn à nó thì ra như vậy, à nó như vậy. Nhưng mà rồi mình đâu có phải là mình quan tòa, và mấy người Mỹ ngồi đó đâu phải quan tòa, những cái ủy ban tư pháp của Quốc hội Mỹ đâu phải là quan tòa. Quan tòa là cái người sẽ xử trong tương lai. Cái điều mà Nguyễn Thanh Tú bây giờ quan tâm là họ Nguyễn Thanh Tú muốn mở một quỹ pháp lý gọi là công lý cho Đặng Phong @gmail.com. Mình gọi là Gmail đó, nhưng Việt Nam gọi là gmail.com. Quý vị có cái PayPal, cái tài khoản PayPal. PayPal thì quý vị bắt buộc phải có cái email và cái số mà mật khẩu mà quý vị muốn vào. Thì PayPal là một cái hình thức hiện tại bây giờ bên Việt Tân họ cũng đang dùng. Tức là họ chuyển tiền qua PayPal, không phải đi qua nhà băng. Thì cái quý vị ở Việt Nam có quyền chuyển tiền cho cái tài khoản này. Lý do những cái người mà phỏng vấn đây đó, sẽ có ít nhất 5 người sẽ làm nhân chứng trong cái vụ kiện này, trong cái vụ án này, và họ sẽ phải từ bên Mỹ qua đây. Thì khi mà tòa xử như vậy đó, là cái tiền qua đây, cái vấn đề thủ tục tôi nghĩ rằng không có khó khăn, bởi vì khi tòa ra lệnh là bên immigration bắt buộc phải cho phép cái người nhân chứng nó được nhập cảnh. Nhưng mà cái ở bên Việt Nam thì chắc chắn rồi, nhà nước Việt Nam tự nhiên bất chiến tự nhiên thành như thành, anh chẳng khỏi và làm gì hết, tự nhiên có người đánh Việt Tân cho mình thì tội gì không cho đi. Thì nhưng mà cái vấn đề tiền bạc là cái vấn đề ai rất là khó đấy. Ai trả cho cái đó đi? Có thể sau khi đó, trong cái vụ mà bồi thường, đòi bồi thường, Tú đòi bồi thường 60 triệu Mỹ Kim. Thì 60 triệu Mỹ Kim được bồi thường, thí dụ như tòa cho 30 triệu đi. Thì những cái tiền đó Tú có thể trả lại cho những người đã đóng góp như mình. Nhưng mà mục đích á, Tú hy vọng rằng á, những cái sự đóng góp của mình á, là một cái gọi khích lệ cho mình có thêm tin tưởng cái việc làm của mình là đúng. Mình có sự hậu thuẫn bên trong, hậu thuẫn của những người trong bóng tối. Còn Tú khẳng định là Tú
mọi người không thấy tôi gọi tôi là cộng sản. Cái chuyện là chuyện của quý vị. Đối với tôi cái vấn đề chữ hiếu nó quan trọng hơn cái vấn đề cộng sản. Tôi là người Mỹ gốc Việt, tôi dạy gì mà tôi đi hoạt động cho cộng sản. Và có những câu hỏi hỏi về Tú đi về Việt Nam có bị khó dễ này kia không? Thì chắc chắn là khi mà anh về Việt Nam, dù anh không làm chiếu khán ở bên Mỹ, nhưng mà luật mới ở bên Việt Nam bây giờ đó là quý vị có thể làm chiếu khán ngay tại phi trường. Tới phi trường làm chiếu khán luôn, gọi họ cấp. Thế nhưng mà đó, khi anh làm chiếu khán ra đó, thì đương nhiên họ biết anh là ai. Nhưng mà thật sự rằng, theo tôi biết rằng, công an họ biết Tú trước khi mà chuẩn bị về, từ lúc mua vé máy bay cái gì rồi. Ta đã biết mình là ai. Nhưng mà Tú rất là khôn ngoan. Tôi đi du lịch, mang vợ, mang con đi. Đâu ai cấm tôi đi du lịch. Tôi đi du lịch, tôi đi nước nào chả được. Việt Nam là có băng giao, tôi đi Việt Nam. Thế nhưng mà ai ngờ trong cái chuyến đi đó là cái chuyến để gặp. Tôi có hỏi câu hỏi, anh gặp những người này ở ngoài Hà Nội hay là ở trong Sài Gòn? Tú bảo là gặp ở trong Sài Gòn. Tôi nhìn trong ba người đó, tôi biết một người ở Lâm Đồng, ở trong thành phố Đà Lạt, ngay phi trường Liên Khương, cách anh ta làm việc ở gần đó luôn. Thì anh ta đi vào trong Sài Gòn gặp hay là anh... Tú bảo, Tú có lên gặp. Thì tức như vậy đó, có nhiều người thắc mắc, chắc là có bàn tay của cộng sản nhúng mà. Tôi khẳng định một điều á, những cái tài liệu mà công an có về Đảng Việt Tân nó không có ảnh hưởng gì tới cái tài liệu của Tú. Tại vì Tú nó thưa về vấn đề mà gian lận thuế má với lại lừa đảo ở đây. Còn cái vấn đề mà ông mấy ông về Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh mấy là kia là những cái chuyện đó nó không liên quan gì hết. Đồng ý nó của Việt Tân nhưng mà nó chẳng ảnh hưởng gì tới cái vụ kiện này. Nếu nó có thì nó chỉ là bổ túc thêm là đây là một cái tổ chức khủng bố. Thế đối với Mỹ mà anh khủng bố không khủng bố Mỹ nó chẳng ăn thua gì hết. Anh khủng bố đâu thì anh khủng bố. Thế nhưng mà cái chuyện những người mà kết án Tú là cộng sản hay là được là nhận lệnh của cộng sản để làm chuyện này đó, mục đích chỉ muốn khỏa lấp. Và Tú có đưa ra người đó là ai, có đưa ra trong cái bản, tôi có chiếu ở trên, có đưa lên trên website nhà. Trong lúc đang nói chuyện đây đó thì cái video chúng tôi đang làm, và sau khi mà nói chuyện xong thì video được đưa lên. Trong lúc đó thì tôi sẽ làm cái video hội luận này. Thì nó trình bày cho các bác biết thêm một cái chi tiết rất là quan trọng nữa, các bác có sẽ góp ý xong. Trần Văn Bé Tư là người bắn ông Trần Khánh Vân ở ngay nhà hàng Nguyễn Huệ. Trần Văn Bé Tư rất là ngạc nhiên. Trước hết Trần Văn Bé Tư là chú Nguyễn Phương Hùng, anh Nguyễn Phương Hùng. Nghe anh bữa nay mới gặp. Giờ lúc mà chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi hỏi rằng cái người mà đi vào thăm tù với luật sư Đoàn Văn Tiên ấy, em biết là ai không? Tư và không, chắc không nhớ. Nhưng mà Tư rất là hận. Khi mà anh ở tù xong cái thì là mặt trận bỏ rơi anh. Anh là đoàn viên của mặt trận, xác nhận là đoàn viên ở mặt trận. Và ở tù xong anh ra thì anh từ giã mặt trận luôn. Và ngày hôm nay lý do mà Trần Văn Bé Tư tới để nói cho mọi người biết tất cả những cái thực thể của cái mặt trận. Còn những cái điều khác á thì Trần Văn Bé Tư không tiết lộ. Em sẽ nói khi em ra tòa. Còn bây giờ em không nói. Và Trần Văn Bé Tư cho biết rằng là mặt trận. Mục đích Trần Văn Bé Tư chỉ muốn nói rằng là muốn không cho đồng bào mình bị tiếp tục lừa gạt nữa. Thì trong cái hồ sơ, trong cái slideshow đó, thì ông Tú nó chiếu ra có rất nhiều người liên quan tới ở đây có tên hết, mà nặng nhất là một cái hệ thống phở bằng, phở hoa,
phở ca dao, rồi là cái hệ thống tàu đánh cá ở Seattle, ở Houston, Texas. ở Louisiana. Thì và cái người đặc biệt chúng tôi xin miễn nói ra ở đây lại là một người rất là quen biết, có liên hệ với một người thân hữu của KBC Hải Ngoại. Nhưng mà mặc dù cái người thân hữu đó đó của KBC Hải Ngoại với lại cái người mà tội phạm đó đó, tôi gọi là tội phạm là tại vì trước sau anh cũng cũng bị dính mặc dù theo nguyên tắc là tòa chưa kết án chưa phải tội, lại là có dây dưa dẫu mám bà con họ hàng dù cái gì bên anh em bạn bè này. Nhưng mà thôi, cái chuyện đã bỏ qua, bây giờ trở lại cái vấn đề ông, cái trong cái phiên họp này tiết lộ ông Vũ Văn Lộc gọi AC Thompson là một tây ba lô, một ông tây ba lô, một nhà báo tây ba lô. Ông Bùi Thế Phát là một người vô nhân đạo, nguyên văn lời của mà tại sao cộng đồng này vẫn cứ để cho ông được làm phó thị trưởng rồi được làm chủ tịch cộng đồng. Và một người Việt Nam là ông Nguyễn Tường Thụy, nhân viên RFA. Tại vì á, Nguyễn Thanh Tú có một cái audio Nguyễn Tường Thụy nói ở trong RFA xưng là nhân nhân viên của RFA tại Việt Nam. Cái câu đó tôi đã hỏi Mặc Lâm, ai là người làm việc cho RFA Việt Nam? Mặc Lâm trả lời, tụi tôi có nhiều tai mắt lắm, tôi không nói. Tôi nói chuyện điện thoại Mặc Lâm, tôi có nói chuyện. Nguyễn Thanh Tú kết luận trong cái buổi họp báo, cộng đồng Việt Nam này không có tự do báo chí. Đa số tất cả những báo ở đây, những tờ báo được đưa ra trong đây ấy, đều là những tờ báo lớn, có dây dưa dẫu mã hết. Tờ báo Người Việt, tờ báo Sài Gòn Cali Today, tờ báo Viễn Đông, tờ báo Việt Báo, đài SBTN, đài RFA, đài VOA và đài BBC đã bị nêu tên trong này và đều có nằm trong hồ sơ kiện hết. Đó thì tường trình cho các bác biết như vậy. Bác có câu hỏi gì hay bác có phê bình gì đấy? Anh từ đầu thì tôi thấy rằng thì là cái chuyện này là một cái chuyện vô bổ. Tôi thấy cái cậu Nguyễn Thanh Tú này mà để trả thù báo thù cha đó, tôi thấy nó không có cơ sở gì cả. Trong cái cuộc chiến Việt Nam mà một cái ông ký giả mà khui người ta thì người ta giết là phải rồi, còn gì nữa. Câu chuyện được, câu Lật chuyện tẩy người ta, lật tẩy đấy. vâng mà đây rồi thì là May lại ta không giết cả nhà. vâng thành ra đó cái câu mà hôm nay tôi thấy được thì là ông ấy đụng vào tất cả mọi chuyện rồi, thì là hồ sơ này hồ sơ kia đó mà vừa rồi ông ấy bảo là ông ấy đập cái quỹ pháp lý, thế thì từ ngày mà ông ấy làm việc tới bây giờ đó tiền ở đâu ra? Tiền ở đâu ra mà với Thanh Tú làm bây giờ mới sắp gây quỹ pháp lý. Và mình mới thấy rằng thì là cái mặt trận Hoàng Cơ Minh rồi mặt trận gì đó nó là một cái tổ chức lớn quá của người Việt Nam, dính tới tất cả những cái khuôn mặt của người Việt Nam trong cái giai đoạn mà trong cái giai đoạn đầu mà sau khi mà bị mất Việt Nam 30 tháng 4 thì cái ông Hoàng Cơ Minh này mới nó như là một cái luồng sóng mới để mà có thể có một cái mưu đồ, có mà trở lại để phục thù, để mà mang để mà coi như rằng thì là lập lại một cái trật tự, cái oan uổng của mình sau 30 tháng 4 mà người Mỹ bỏ rơi mình cái gì đó.